the light oil treatment. I'm in a good mood today. I don't know why. It's going to help boost his energy. No? It's a bad idea? Come on, come on. Keep him low level? I don't think it's a bad idea. I don't know. If he's willing to try, he's gonna like it. Yeah, he feels better. Okay? Okay, Xianka, now it's three. Oh my God, I'm running out of lights. You shouldn't try, you should feel depressed. So tell Xianxin is third one. Yeah. Third back. For the great Vicky. Okay, who else? Yeah, just try it. You feel better. Cô vừa hoa thử thử cái đèn với dầu chưa? Cái đèn với dầu thử chưa? À, nghe không được hả? À, để nó nghe được. Ôi, ok. Không sao, ok, không có gì đâu. Ok. Dạ, dạ. Không sao, dầu dừa kể như vậy đúng không Are you ready? I guess so, huh? My tea is ready. I am on the air. Oh, hello everyone. Coming live from Lu Mountain. We all here, the six of us. Seven of us. Huge. It's important. Yeah. Yeah, absolutely. You can always share in a good thing. Yeah. I always never wanted to teach this because it makes people lazy. As I get older, I'm become more lax and I realize time is getting short. Oh, I forgot real life. This is the second week of the Chan Chi. Ngày bắt đầu tuần thứ nhì khi ngày qua bắt đầu đấy của cái thiền thất. And a friend of ours is leaving us. Thì một cái người tới đây tu hơn cả tuần rồi, sắp ra đi. Theo like to say goodbye. Thành mong tự giả cái cô Diệu Hoa. Diệu Hoa phải không? Her name is Diệu Hoa. Diệu, most Vietnamese people they call Diệu. Diệu means wonderful. Miao. Miao miao. Miao means wonderful. Hoa means flower. Wonderful flower. Okay. And Diệu Hoa came to us from Sacramento over a week ago. Cô Diệu Hoa, cô đã khó nhọc bỏ từ xa lần đầu tới đấy, từ thành phố Sacramento, hơn một tuần trước. And she worked very hard. Cô Diệu Hoa tu hành rất là tinh tấn. And she's been here for over a week now, ở đây hơn cả tuần rồi.
Now I think the husband misses her. Bây giờ chắc ông chồng cũng nhớ. So he probably asked her to go back so that he can say hello. Chắc như ông xã nó nhớ em rồi. Thì cô ra đi. So we hope that you learn something. Hy vọng cô Diệu Hoa ngồi xuống tự nhiên. Cái thiền trong thiền đường mình ngồi mình xếp bằng chứ đừng có đứng lên đứng xuống. Mình bây giờ mình cũng ngồi cái thế tấn ấy đó, là tọa thiền. The Vietnamese, they have this habit when they dressed, you know, they stand up and they kneel, stuff like that. And for us Chan practitioners, we don't do that. We sit still. We cross our legs, we sit still. This is a Chan tradition. Cái thiền tông á, truyền thống là như vậy. Mình ngồi, mình xếp bằng, mình không nhúc nhích gì hết. Ta nói, chắp tay. Được, là xong. So you dress, you put your palms together, and that's about it. You don't move. Không có nhúc nhích, không có đụng đẩy. And so we hope that she learned something. Hy vọng cô Diệu Hoa cô đã tu hành học hỏi được một tí. So tomorrow she's going back to Sacramento to her family. Thằng ngày mai sáng mai. Hey, hello chào cô. Cô trở về lại về nhà. It is a pleasure to have you with us. Cô tới tu một tuần, tu rất là tinh tấn, thầy rất là hạnh diện. I'm very happy. It's very difficult to come to Lu Mount, cái chùa, cái Lưu Sơn Tự mình nó nhỏ nhỏ, mà khó kiếm. Very difficult. Cái truyền thống của Lưu Sơn Tự từ ngày thầy Viện tạo ra nó rất là khó tới. Thầy mới gọi là Lưu Sơn Tự. I call it Lu Mount because I base as per our tradition, Lu Mountain, when he was founded by Master Wei Yuan, the founder of the Pure Land sect in China, is very, very far away, and it's a very exclusive club, and it's very difficult to get to. Khó tới lắm. Thành ra ngoài Lưu Sơn Tự mà ta không hiểu, tưởng là mình ngặt, thì ra có cái ý nghĩa nó là rất là khó tới. Very difficult. When you hear the word Lu Mountain, it's going to be very difficult to get there, you know, because it's not easy to know about it. It's heavily guarded. Rất là dữ, rất là chặt chẽ. Because if you mess around, you have to deal with Ru Chang right here. Cái gì mà lộn xộn có ông nhập trưởng này. Biết thầy gọi nhập trưởng không? You know why we call it Ru Chang? This is a Chang. Chưởng là biết gì không? Look at him. You look at him, you say, you mess with me? À, ông nhập chưởng. Right there. Look at him. Look at his face. Look at how he walks. Like the bodyguard. And so, you know, Lu Mountain is very difficult to get there and it's very difficult to enter. Tới Lu Sơn Tự nó xa xôi, nó rất là khó mà tới. Cái chỗ này rất là khó tới. Mà không ai biết, không biết chỗ nào hết đó. You look up, you know, the address is very difficult to get here. There's no traffic, there's no public transportation. And unless you have GPS, thank God for GPS nowadays, it's virtually impossible to find it. People used to call in 2 years ago and they asked, how do you get there? Especially the Vietnamese people. Rất là khó đến ngay cái vùng này, sang ta nó cứ hoài giờ hoài nó. Ủa, địa chỉ sao mà lo ở dưới, làm sao tôi tới là thầy. Tôi đâu có biết đâu, tới quẹo cái đường phải, quẹo cái trái, quẹo vài đường nó tới gì đâu mà hỏi vậy. So a few years ago, people would call in, ask for directions, and especially Vietnamese and the Chinese, and say they don't use GPS. Thì xưa họ có dùng máy nè, thành nó bực mình nhớ sợ cứ gọi hoài à. And now people don't call anymore. Bây giờ như ta biết rồi, ta biết đường này.
Now, so we have to find it important to have Ru Chang and Ru Chu to come and guard the way place. Bây giờ có nhiều người ta biết đường tới rồi, thành ra bây giờ phải có hai cái cặp này để tới họ đứng họ canh. Người nào lộn xộn quấn. People misbehave, they beat you. So thành phải tu đó con phải tu thiền, phải luyện công phu nó mạnh đó. Con biết không? Muốn giữ là phải dùng cái phép tiên can giữ mới được, chứ còn ma quỷ nó vào giữ không nổi đâu. And I'm telling them, I expect them to excel at the Vajra Dharma because the guardians of the way place, they need to have the Vajra Dharma in order to keep the troublemakers away. Mấy cái đứa mà lộn xộn nó quýnh nó chết. Okay. Vajra Fist. Cái chưởng tiên can. Okay. Is there a hands and eye for that? Oh, we have a makeup one. Okay. So anyway, so cô dự Nga có tới, cô tu cả hơn cả tuần rồi. So Diệu Hoa đã tới tu cả tuần rồi. She's been here for over a week and she's leaving tomorrow. So we want to say you can say goodbye to her now. You're not gonna be here tomorrow morning. Thành ai mà ngày mai mà không có tới chùa thì cứ việc tự giả mấy cô Diệu Hoa. I want to say to her right now because I don't want her to go back to her home and tell everyone that, you know, I've been to the Jewel Mountain, I came back empty-handed. Như cái cô này mà chừng cô nói là tôi tới gặp cái Bảo Sơn rồi mà tôi trở về hai bàn tay trắng, người ta cười mình chứ. And therefore we're going to give her a small sharira. Thành bởi sẽ tặng cho cô Diệu Hoa một cái ngôi xá lợi, từ ngày hy ngõ lời. Cái này quý lắm ạ. You know, you guys are so blessed. When I cultivated 20 years, thì tu 20 năm trời, không thấy một cái xá lợi được cái gì hết. Now, all you have sorrows. Bây giờ ai cũng có hết, thầy mất cỡ, dễ sợ luôn. Ok, đây cái này là Bảo Sơn, con đi Bảo Sơn, không có về hai tặng, không về hai bàn tay trắng. So you can tell your friends and family that I came to Jewel Mountain and I certainly did not come back empty-handed. Okay, right. Okay, she'd like to say a few words. Okay. All right. Muốn nói gì không nhiều quá. Không nói. He'd like to say express a few words. Ni Tô Phổ. We will master. It's been she's happy that she has a chance to come here and participate in a Chan Chi. Thank you for teaching us. I vow to put them to practice and share with my friends and co-cultivators. You can tell she's trained for these speeches. Vô ý thế là mình ngồi thiền, mình chịu nhẫn được cái đau.
tốt. Thì là con, cái đó là cái ai cũng 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 có cái trở ngại đó, thì con có những cái trạng mà tu mà ngồi có nửa tiếng rồi. Con mới ráng lên thầy dạy vậy. Okay, so I learned a lot from simple to things that I don't understand. Like most simplest fact, like sitting and doing leg pains. Sure, now she knows what to do, and she knows that she's supposed to endure the leg pains, and that she'll tell her friends and co-cultivators to try to do that. Trong thời gian qua con có biết chuyển gì, con xin thầy tha thứ và dạy bảo con để con học hỏi thêm thầy. So if I made any mistakes, please forgive me and help me correct them. Con sống ở đây thời gian rất ngắn, nhưng mà con nghĩ trước khi con đi á, con không biết có đi được hay không, con cứ nguyện. Tại vì thầy nói với con về thầy lâu lắm rồi, con ước, con muốn gặp thầy, nhưng mà con chưa bao giờ có được hân hạnh để gặp thầy. Cái kỳ rồi ở Primus, con đi được, con cũng nguyện lắm, mỗi ngày con niệm Phật, con lạy Phật, con ước gì cho con được cái ước, con được gặp thầy. Rồi cái này con cũng giống vậy nữa, con muốn lạy Phật mỗi ngày. Như vậy thì nói với con là con không có được ngồi gối cao, thì con ở nhà con hay ngồi cái gối, nhưng mà thì nói con vậy thì con ở nhà con đặt ngồi cái lát lo giống như vậy nè. Như điều thứ hai nữa là con tập ngồi kiết già, con tập từ ở nhà để con đã đến đây con theo kịp với các bạn ở đây. She heard about me from Bermu Xianchu a long time ago. She always wanted to come and meet with me and see me, but never had a chance until last month in Fremont during Thanksgiving. She finally could come, but that's only because she prepared for it and she prayed to the Buddha, recited the Buddha's name and asked for assistance so that she could come and attend the small Janchi in Fremont. Last November, last Thanksgiving, and now she. So the same thing here. This past week, she's been able to come because she prayed as well, she, not only that, she prepared for it. She heard from Venerable Jinchu that we don't use cushions when we meditate to elevate the the back. So she took it off. She always sit on those cushions. That's a shortcut. Some meditation masters. This is my comment. This is a shortcut that some of the meditation masters use to help make it easier for you to meditate. But then, it's not a good practice in the long haul. Cái mà ngồi gối là một cái phương tiện mà nhiều thiền sư ta, thầy thiền ta làm như vậy để cho quý vị. Bắt đầu dễ dàng hơn, nhưng điều lúc mình ngồi lâu như vậy thì nó thành một cái chấp trước mà nó không tốt, nó không đúng cái tinh thần của tu luyện, nhất là về thiền, nó đi ngược lại tinh thần đó, thành là nó còn bỏ được là khá lắm. So for her to be able to let go of the cushion is very very good. It shows dedication, and then also she learned a worst part is that we sit in full lotus. Meaning that she does it. Rồi chuyện khác nữa mà ngồi kiết già một cái bí mật trong cái việc tu hành. Cái là cái bí mật. Phải ngồi kiết già tu mới được. And so she practiced. She started practicing at home to sit in full lotus so that she could try to keep up with us. So that's how dedicated she was. Very good. Giỏi. I wish my students are like that. Phải chỉ học trò thế đều như vậy đỡ khổ.
It's a comment. I just came back. You know, thầy chiều nay thầy mới thầy nói xin lỗi thầy ngắt cắt ngang lời con. Thì giờ thầy mới đi đi từ phong Phật điện. So I came to the to sit, and I was about 5 minutes late. 5 phút trễ, 5 phút. And I saw my students standing out there in front of the entrance. Thầy học trò thầy ba cái đứa học trò nó đứng trước cửa, nó cười, nó nói nhau rất nhẹ nhàng, cười nhau nhìn sung sướng. They look at each other, smile. They look at me. Rồi họ nhìn thầy đi ngang tỉnh bơ. They look, they all glance at me and as if they saw nothing walking by. Giống nhập trưởng nói giống như thấy mà gió nó đi ngang vậy thôi. Just like the wind blowing through. And then I said, excuse me, I'm late for my seat. Thầy phải xin lỗi. Thầy nói, cho phải xin lỗi thầy. Thầy xin lỗi các con nha. Thầy đi hơi trễ một tí. Thầy tới phải vào ngồi. You know what they did? Nothing. Didn't even budge. Không có nhúc nhích luôn nữa. Nó thiền định nó cao dễ sợ lắm. Their samadhi power is so extremely high that, you know, even the master walks by like a wind or a breeze and he's late, he's in a hurry, they didn't even budge. They weren't impressed. But new bất động. This is such great samadhi power. Because of that, we're going to start the second week with a new dharma. Vì vậy, tung thứ gì này thì sổ một chiêu mới cho nó biết cái mùi. Yes. Xin lỗi, tiếp tục đi con. I say please continue. So she'd like to address you now. Động quá chứ không phải gì, xin lỗi hả, ấm. So she liked to take a picture. She told me phải mặc áo nó đẹp hơn tí. I should put on some more decent clothing. You don't think like I'm a beggar or something. Người ta tưởng mình nghèo khó. Ta coi thường mình. They really look down upon me now. Oh yeah. Sure, why not? Take a picture. Huh? Okay? Take a picture. Come up, take a picture, huh? He says, when I did that, when I adjusted my thing, it looked like the crazy Taoist monk who's rolling out his body dirt to as medicine to heal people. It's so Chinese. Yeah, we Vietnamese would never do that. Okay. She don't have to write. She's dressing. She's getting dressed, and we are not prepared. Oh my God, this is terrible. Anyway, while she's getting ready and getting dressed and combing her hair and everything, you know, trong lúc mà cô sửa soạn, let me tell you, second week, tuần thứ nhì. Okay. We're gonna change things a little bit. Mình đổi một tí xíu. She's getting ready. Okay. Okay, you're gonna change a little bit. Okay, the second week, we're gonna start sleeping in Buddha Hall. Sit sleeping in the Buddha Hall. Tuần thứ nhì tới đi, from the second week on until the end of the retreat, we sit sleep. Mình ngồi, ngủ ngồi.
trong cái Phật điện. Ok. And let's see how relaxed it's going to be. Thầy qua thì cái mặt quý vị nó còn thư thả như vậy nữa không nữa. Okay, sit sleeping every night. Okay, we sit sleep. Ngủ ngồi. The body will collapse, maybe or not. The body will. Anna, it's a little secret. Okay, it's like hell. It feels like hell. Trust me. I tried it the first night. It is worse than being tortured. Yeah. Huh? Everyone. Yes. Yes. And you don't know yet. You can snore. You can do anything you want. And at night, when everyone is asleep and snoring, I go around and take videos of all of you and post it on the internet. It's going viral. It's going see Lu Mountain Chan Chi meditation retreat. Okay? And I put down your name, each and every one of you. Thầy sẽ thâu hết mắt con ngủ ngồi, ban đêm ngủ ngồi xong rồi xong tối thầy sẽ quay video cho họ, xong mình để lên mạng. Nói cái này là thiền thất ở tại Lưu Sơn Tự. Okay. We don't record your snoring, your quay hết. I mean, you know. Yes. Yeah. They want to come just for the evening. Họ là họ nghe cái này họ sẽ tới, họ đợi khi mình ngủ họ mới tới thôi. Ban ngày họ không tới, họ khôn lắm, ban ngày tới đau chân. Ngủ tới nó vui hơn. They would not show up during the day because it will be too painful. It's much more fun at night at Low Mountain. Yeah. And we sell tickets. Mình sẽ bán vé mới vô được. Okay, chụp hình đi. She's here. Come up here. Yes. What? Not in my room. You cannot come to my room. I didn't say I would be doing it. Nói sao nó tôi muốn nó chụp hình của thầy trong của thầy ngủ. Thầy nói con tới phòng thầy đâu có được đâu, các con ở Phật điện, thầy đâu có ở Phật điện đâu mà chụp hình được. come let's take a group pictures, huh? Okay, go take pictures. Chụp đứng thấp gì cũng được hết á. Cái gì mà thầy cũng phải có nhòm, ai muốn làm gì làm, vậy thầy chỉ ai muốn chụp thì chụp. Okay, come up. Let's take some pictures. The first group picture of the Chan Chi. Okay. Look at that. Everyone looks so nice except for the two bodyguards. Trừ hai cái người này mặc áo như người ta mới khiếp, you know. Rồng nha con như rồng. Thì ngồi xuống. Thì qua bên này. Ngồi xuống. Ai đứng được mới ngồi được sao hết. Come. Get closer. Yeah. Neil, sit, whatever doesn't matter. We take a group picture. It's okay. Yeah. Look at the way she walks. She has the right pose. Các bạn này hay dễ sợ. Perfect.
Doesn't matter. Sit down. Let the photographer take care of it. Whatever. I don't care. You know. Yeah. Pose. Do whatever you need to do. Doesn't matter. Okay. Yeah. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Cái bà này bà đứng mà ngồi không được. Yeah, don't be shy, don't be shy. It's perfectly okay. Yeah. Okay. Đừng có chê thầy được rồi, sức vô chút nó chê thầy. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Rồi, đó chứ cô. Rồi. I can just use this. It's okay. I'll use it. You can take close up as well. Yeah, take one, take close up as well. Take more close up. No, no, the other one. Yeah. Không có đèn. Yeah. Take close up. Yeah. Take close up of Shana too. Take a picture of her too while she's taking picture. See? Okay, everybody give me permission to post on Facebook. Okay. Bớt bớt, cứ take close up, chụp thêm mấy cái gần gần nhìn đấy, con đứng chụp gần gần cho thấy cái mặt đó, chụp close up không, đừng chụp vào thầy, chụp thầy nó xấu xí lắm, chụp mấy người này, để họ nhớ ở cái bà này, lúc mà bà còn trẻ đó như vậy đó. Mày thấy? Lục hình thì con biết chụp hình như vậy nó hút cái hồn của mình. Okay. See? Okay. Excellent. Yeah. Okay. Okay, now you can download the pictures for her to take. Yeah. Mình đem cái hình, ai lấy cái hình cho cô dì Hoa, cô đem đi. Can we could put download the picture somewhere, huh? Được cái thầy. Lấy địa chỉ mình gửi đi. Cũng được. Wow.
Bữa nào nó sẽ lớn ra, tu nó sẽ lớn ra. Cảm ơn con. Thank you. What kind? Okay. I'll have to ask permission for the slumber party. A slumber party? Yeah. We will be a slumber party. That's right. That's a very good way to put it. Slumber party at Lu Mountain Buddha Hall. Huh? This is my bodyguard right here. Cái này mấy cái người này, mấy cái người là cận vệ của mình đó, cho nó biết sợ, trông mà có hung dễ sợ lắm. Mình cầm chụp close up để coi thấy nó hung chừng nào. Okay. Đây cái bác Thư Hư này, để coi bữa nào mà bác phải đẹp trai đẹp gái dễ sợ không? Okay, here, download it and give it to her before she leaves, huh? Không sao. Có gì, cái khung gì? Không, để cô, there's no have to do right now. She's not leaving till 9 tomorrow. So you have time, but download it to a CD or something, huh? Can we do that? Okay, all right then. Thank you. Okay. Are we done? Xong rồi hả? Okay, so từng ngồi bên áng. Hope you have a good trip back. We hope to see you again. Hy vọng mình sẽ có cơ hội tụ chung với nhau. If not here, then we'll probably see them in Fremont. Because it looks like, we know, chances are that we go to Fremont. So, gặp ở đây thì gặp ở Fremont. Okay. the bowl of Okay. We will start the reason for the sit sleeping is that gonna help your practice tremendously. Cái vì tu như vậy mà ngủ ngồi trong đêm Phật điện rất là tốt. Because traditionally, Master Shehua disciples they used to sit on the Buddha hall. Hồi trước một ngày Tiên Hóa lúc mà thủa hàng vi có Phật điện nhỏ xíu, học trò nhiều lắm. He has a lot of disciples and very small Buddha hall. And I believe even smaller than ours here. And so they would sit sleep at night. It's a lot of people there. See, we are so spoiled. We have so much space here. Chúng ta thiệt là phước báo lớn dễ sợ lắm. Tại vì đây rộng rãi lúc ngày Trung Hóa bắt đầu đó. Nhỏ xíu, một cực khổ lắm. And they would sit sleep in the Buddha hall. Thành ra, hồi đó, để từ ngày Trung Hóa là ngồi ở trong Phật điện buổi tối đó. Không về phòng. It's a very good practice, by the way. Especially during a chan chi, you sit sleep in the Buddha hall, don't go back to your room. Okay? Đừng nghỉ, đừng về phòng nghỉ. And so the monks sit on one side, the nuns sit on the other. Bằng ông ngủ bên này, bên trái, bằng ông ngủ một tường, bằng bà ngủ một tường. So you see these people, you know, they sleep and they snore, họ ngủ ngay, khò, người duỗi chân ra, you know, people stretch their legs like this. You know, they can't, you know, đau chân quá ngủ không được, thành phải duỗi chân ra mà ngủ. So they have to stretch their legs so that they can sleep. Okay? And you mean when you do that in Buddha hall, you become a snake. Một cái việc làm gì ở Phật điện là thành rắn.
trong tương lai sẵn sẵn. So that's why, you know, that's why the people in the other temples, when they do that, they don't realize there's a lot going on. You don't do that unless the master takes care of you. Thành ra mấy cái chỗ khác, chùa khác mà làm như vậy là phiền lắm. Tại sao này họ làm rắn? Chứ còn này là mình làm như vậy, chùa ngài Tiến Hóa thì ngài Tiến Hóa ngài ngài gỡ cho, ngài đỡ cho. We do with Master Shen Hua, you don't have to worry. He'll take care of your karmic retribution. So if you do it our Lu Mountain, thành ra nếu quý vị mà làm ở Lưu Sơn Tự thì cảm ơn con. So if you do a Lu Mountain, then you you have a little bit of risk. Khi làm ở đây thì nó cũng hơi nguy hiểm tí. Because you might turn to snakes too. Thành những người mà ngủ ngồi trong Phật điện á, nhiều khi có thể trở thành rắn. Có thầy không biết cam đoan được. Okay, I can't guarantee anything. If you work hard, then we'll help you raise your karmic retribution. Nếu quý vị mà tu hành tinh tấn, thầy sẽ giúp đỡ. If you are slack off, then you should become snakes. Nếu quý vị tu hành không tinh tấn, thì nên làm rắn một phen cho nó biết nếu cái mùi, mấy cái mùi cay đắng. So I will let you fall to the snake realm, animal realm. Have a taste of suffering. The next time we meet again, then you listen to my instructions. Lần sau mà gặp lại chắc sẽ nhớ cái mặt thầy. Ông thầy nó ác lắm, nên biết sợ. Then you obey my instructions. Next time around, after you fall to the animal realm. Yes. To sleep in full lotus, to sit down in full lotus. You don't have to be in full lotus. It's best to be in full lotus. Ngồi kiết già thì càng tốt, không cần ngồi kiết già. It turns out quite a few I know this American monk disciple Master Shen Hua, after 40 years, he still does not sleep in full lotus. Just sleep in full lotus. Sau 30-40 năm tu với ngài Tiên Hóa, pháp ngài Tiên Hóa vẫn chưa ngủ ngồi bằng kiết già. He can sit in full lotus, but when he sleeps, he does not sit in full lotus. It's very uncomfortable. It's torture. No. Cay đắng vậy sao? You sit, you don't lie down. Sit sleeping, this is what it means. I have to make a confession. Thu thật biết chuyện về một cái chuyện, a small confession. Okay. Please don't tell anyone. Đừng nói ai biết hết. Okay. Don't tell anyone. Master, should we turn up the chairs? Don't tell anyone. No. I trust on your word of honor, you will not tell anyone, okay? When I joined the order, I was never asked to sit sleep. Lúc mà thầy gia nhập cái tăng đoàn ngài Tiên Hóa, ngài không bao giờ bắt thầy ngủ ngồi ấy. Okay? And so I didn't, thành thầy đâu ngủ ngồi đâu. I don't know how to sit sleep, thầy đâu biết ngủ ngồi đâu. But before I became a monk, I went to the Goguryeo Temple. Trước khi mà thầy xuất gia đó, tới cái dự cái bát quan trai giới Kim Luân Tự đó. I went to attend the age vegetarian precept at Goguryeo Temple in Highland Park here, close here, in 50 minutes away from here. And so I chose to stay at the temple the night. Spend the night at the temple, and they xin ở lại chùa, ngủ lại chùa đêm đó. And so I said, since so uncomfortable, you know, all these beds are, you know, it's not even made up. Mấy cái giường không có để ra nữa luôn nữa. So you can tell, look at these beds, you can tell there's a lot of bed bugs. Mình nhìn mình liếc mình thấy, rõ ràng cái này giường này toàn là vi trùng ở đó không à. So I might as well not touch, you know. Not sleep on these beds, probably safer. Mình không ngủ trên cái giường để chắc nó an toàn hơn tí. Thành mình tập ngủ ngồi, mấy cái nhóm cái tăng đoàn nổi tiếng là ngủ ngồi. Mình this association is known for sit sleeping, so I'm gonna try sit sleeping. Mình thấy ngủ thường ngủ ngồi, so I found a closet. Kiếm cái closet, ngồi đó, everything is all set, okay?
There's a closet wall, có cái tường tham ngồi chính giữa đối như vậy. Or you have to lean back. Okay, and I could sit in full lotus for an hour and a half already. Đó, thầy ngồi được kiết già tiếng rưỡi một cách dễ dàng. No pain, no problem. Okay. I was pushing two and three. So I said, I can do it. Besides, you only sleep 2-3 hours a night anyway. So it is so unbearable. I never had the worst night before like that in my entire life. Chưa bao giờ mà thầy mà cực khổ như vậy. Ngủ không có được, nó khổ không thể tưởng được. It's just like torture. So what did I do? Khoảng chừng được nửa tiếng sau là chịu không nổi nữa. I lie flat on the bed and passed out. Bật ngửa lên cái lưng, cái giường ngủ ngáy khò 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 sướng. But seriously, nói cái việc này, the Chan tradition, trong cái truyền thống thiền tông người Hoa đó, you go to Chan Hall, you actually you cross your legs, you vào cái thiền đường, cái ngồi xếp bằng, and you meditate all day, cái việc ngồi thiền cả ngày, okay? You go, get up and go to the toilet, go have a drink, and so on. Đi đứng dậy đi phòng vệ sinh rồi đi ăn uống rồi nọ, xong rồi trở về lại. Okay, go back to your place. And at night, you know what you do? Maybe bước một đêm làm gì không? You lean back and you sleep. Bật ngửa ra sau ngủ thôi, không có đi đâu hết. You don't go anywhere. Yeah, you lean back like this. First, I show you everything. This we on the internet. Come on. I try, but I can't lay like this. Then try to lay like this. Then lay like this. Thành ra họ ngủ, họ bật ngửa ra họ ngủ thôi, chứ không đi đâu hết. They don't go anywhere. One thing they do, they sit, you know, they meditate and sleep, and when they're tired, they sleep, they lean back and they sleep, that's it. Well, some of them stretch their legs and so on, but, you know, it was on the internet, I need to, you know, look good. Okay? And if you do that, actually they do that in China. Hồi xưa ta tu thiền như vậy, thiền thất ta vào làm như vậy. It's fantastic. And you do that, and there's a reason for why you do all these things. Có một cái phương pháp rất là đặc biệt. Okay. So the chairs there, có những cái ghế, you know, Bojin is not here, she sits, sleep on here, and then about 5-6 in the morning, she goes to the armchair there, and she goes like this. Cũng là ngủ ngồi, that counts too, doesn't matter, huh? Ngủ nó sướng, cái ghế nó ngủ sướng lắm. I mean, that chair is very comfortable. Buổi sáng thôi, đêm sáng. So it's wonderful. You know, why is that? Tại sao cái pháp là sao là như vậy đó? Cái vì bớt tham nghĩ. The idea behind it is not to be attached to rest. So mad, you're afraid, then you're tired. And you say, don't be afraid, keep at it. Pháp tuyệt vời lắm. Có những cái dụng ý mà tổ sư đời xưa ta huấn luyện hay dễ sợ lắm. Thời buổi này quý vị hèn yếu, thành ra không dạy được mấy cái chuyện này. Today you guys are too soft.
So we can't force you. Until I see how relaxed people have become. Tại vì thầy không trổ mấy cái trò này đâu, tại thầy nghĩ thầy không dám làm quá lố để thấy tụi nó thoải mái quá đi. They're too relaxed, too happy. It doesn't feel like a chán chi. Có vẻ như cái thiền thất nó có vẻ nhẹ nhàng quá. It's too easy. And if it doesn't work, next year we do 7 weeks. Lần sau, năm sau làm 7 tuần. Following year, 9 weeks. And if I can envision, một ngày đó, quý vị biết không? Thầy nói cái chùa này, mình sẽ, we have maybe 40 people here. Mình chùa mình sẽ đủ chỗ khoảng những 30-40 người. About 40 people here. And we do 100 days. Mình sẽ làm 100 ngày. I won't be here with you. I'm busy. Nói chắc thầy bận, với sợ thầy không có thời giờ tôi cùng quý vị đâu. Yeah, but my real disciples, they do 100 days. Học trò thì 100 ngày. And they sit sleep here. Yeah, ngồi ngủ đây luôn. Don't go anywhere. Không đi đâu hết. Huh? And if you get out of the wood hole, you know, we whip you. Người nào mới ra khỏi phòng cái Phật điện sẽ bị quất roi. Yes. We are. Very good question. We are forming a Vajra body. Cái pháp là pháp tu cái thân kim cang. Có thiền thất mới có thôi. Only a chán chi. Only available in chán chi. Training. Có thiền thất mới có cái pháp như vậy, không có chỗ nào có như vậy. Mình đang luyện cái thân kim cang của mình. You training your Vajra body and your Vajra fist. I'm looking at them. Mấy cái tụ cần về này, I'm looking at them already. I said, you know, wash your fist. Yes. Doesn't matter. She says, can I sleep during the day and come back and meditate at night? See. Yeah, she'll be the only one who meditates at night. Đó không bằng bà sẽ cái cô này, cô sẽ nhàm dễ sợ, có nó không mình ai cũng ngáy khò sung sướng dễ sợ, mình tốt cực khổ gì vậy. And then she said, everyone is having such a good time sleeping. What am I doing? Okay. All right. Anything else? I think time is up. Hết thì giờ ngày nay tính. Oh yeah, you better believe it. I don't fool around. People, you know, unless they shape up, you're gonna a lot more will be coming. Họ mà còn cứ thông thả là thầy sẽ còn sổ nhiều trò nữa, thầy chưa nói đâu. And then anyone who you know who you know, there's more. I mean, you see. Nói trước được mấy người mà tu mà không có tinh tấn là thầy sẽ có thuốc trị hết. Yes. You see, it's the same way, by the way. When I was a novice at Long Beach Monastery, hồi trước thầy làm sa di chùa Long Beach không vậy đó, điện tu điện ở đâu vậy đó. You know, I was in charge of the small group. You know, thầy huấn luyện cái tụi nhỏ, 13 tuổi là cao nhất. The oldest is 13, the youngest is 9. Đứa trẻ nhất là 9 tuổi, đứa mà lớn nhất là 13 tuổi. Hẳn trạng was training the 16 through the 18. Thầy hẳn trường thì luyện cái tuổi ưu tú, 16 tuổi, 18 tuổi. They have all the dharmas in the world. Bao nhiêu pháp ngài tinh hóa là bên phía ông hẳn trường. I only did the small boys. Thầy chỉ lo mấy tuổi ông nít thôi. And so there's a rivalry between us, and có hai cái sự cạnh tranh, nhóm lớn với nhóm nhỏ.
And they beat the heck out of us. Every time we competed against them, we lost our shirt. Lúc nào cũng bị thua hết. So I asked for permission to go to a retreat. Now, thầy xin phép thầy hiệu trưởng tới cái nhập thất ở nhà kia in West Covina. I was there for a week. Thầy đó ngồi liền công một tuần, một mình đó. I was there by myself for a week. At the end of the week, I was able to recite the Da Bei Zhou in about 11 seconds. Hồi đó nhập thất một tuần xong á, là có thể tụng chú Đại Bi khoảng chừng một biến, khoảng chừng 11 phút. Okay. So I came back, trở về lại. Okay. And walk into the temple, everyone so relaxed. Vào cái chùa, thấy ai cũng thoải mái, thư thới, dễ sợ lắm. Mình giật mình, ủa, mình cực khổ cả tuần mới ở đây, họ sung sướng dữ vậy. And I found out that it seems like it's my curse. Yeah. Everywhere I go, people tense up and they cultivate. When I'm not here, people are so relaxed. Thì hồi trước cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Thầy có mặt á, thì họ tu hành tinh tấn lắm, mà không có mặt là ai cũng thư thở, tà. Children will always be children. Who need bây giờ cũng vậy. Cái chùa 30 người, thầy đi có tuần không tu hết, thì tà tà đi chơi với nhau. Mình nói mình sai di thôi. 30 people in the temple. To take it easy, as soon as I left, I came back. All right. And then finally, by the way, finally we beat them. I beat the heck out of them. And they gave up. Sau là tụi lớn chịu thua luôn. Thua nhóm thầy xá, rượt không kịp. Ông Giang cũng chịu thua. They started cheating. We beat the heck out of them anyway, even when cheated. Okay. All right. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? I don't think we have time for lecture, do we? Mình có thì giờ để mà. We should go listen to 10. Ít nhất mình tới 10 giờ tối. At least you get some real dharma. Hey, Yo is here. Yo has a lot of questions. Have any questions, Yo? You have any questions? No, no, we're supposed to go until 10. You have no question. We listen to the lecture. We're just gabbing for an hour so far. We're not just doing the bay, cả tiếng đồng hồ. Okay? Any questions? Unless you go, you have no question, we listen to the Dharma lecture, the Sutra lecture. Sutra lecture. Okay. Sutra lecture. Go.什么叫戒呢？戒就是止恶防非，止住啊跟一切的恶，善恶的恶，恶是就止住，停止了。防非，防备的有过错，非呀就是过错，啊，做的不对，这就叫非；做的对，这就叫是。 The second paramita practiced by bodhisattvas is keeping moral precepts. This refers to the precepts and rules, which are one of the most important aspects of the Buddha's teachings. What are precepts? Precepts are the rules of moral conduct that Buddhist disciples follow. The precepts stop evil and guard against mistakes. When you maintain precepts, you don't indulge in any bad actions, but instead you conduct yourself properly and you offer up your good conduct to the Buddha. How many kinds of precepts are there?
Lay people who have taken refuge with the Triple Jewel, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and who wish to make progress, should take the five precepts. The five are not to kill, not to steal. Okay, stop. I think he's going past the Chinese, isn't he? Okay. Giảng cái phần ba la mật thứ nhì là giới ba la mật. The second parameter is the precepts parameter. Precepts are rules of morality. Giới là những cái điều răn dạy về đạo đức của Đức Phật. The precepts is important because it teaches you, give you a clear definition of what virtue is about. Nó dạy rất rõ ràng, giới luật dạy rất rõ ràng cái đạo đức là cái gì. Therefore, when people cultivate, they need to learn about precepts. Và những người mà tu Phật giáo là phải học về cái giới, phải hiểu về cái giới. In particular, the monks and nuns who teach Buddhism, they need to understand the precepts. Nhất những vị thầy cô mà muốn đi dài đó, thì phải đi học giới, phải hiểu cái giới. Okay? Những thầy cô mà muốn đi giảng phải hiểu cái giới đầu tiên hết. The first thing you need to learn of those Dharma masters and mistresses is that you need to learn about precepts. Muốn đi giảng pháp phải hiểu giới. This is why, you know, we send our first white hope to Thái Chuông to learn about precepts. Bởi vì học trò thầy da trắng của chùa là thầy đã phái thầy qua bên Đại Trung học giới. It's critical. Okay. We need Mahayana to take root in this country. We need to have a strong moral foundation. Muốn cái Phật giáo Đại Thừa mà nó phát triển ở xứ Mỹ này thì phải có cái nền tảng của cái giới luật. Okay. What is the precepts? Giới là cái gì? Clear definition. Giới là từ chữ Phạn ra. Okay. It's from the Sanskrit. It means, okay, trừ ơ. Translate into Chinese, trừ ơ, phản phê. Mình học những chuyện này, quý vị phải học. You have to memorize these things. Precepts, okay, is trừ ơ, phản phê. Chỉ ác, phòng phi. You stop evil and you prevent mistakes. That's what precepts is. For prevent mistakes. Cái giới là như vậy thôi. So you see how critical it is. Because quý vị thấy nó quan trọng, cái tầm quan trọng lớn lao chừng nào. You have to stop evil. Cái giới để giúp quý vị ngừng làm chuyện ác. You have to stop doing evil. Okay. If you understand precepts, then you do not. As soon as you realize you are doing evil, you stop. Khi mà quý vị hiểu giới á, là khi mà quý vị thấy rằng á, biết là mình đang làm chuyện ác, mình phải ngừng lại ngay lập tức. As soon as you're aware you're doing evil, you stop. Okay? That's what precepts does. Thằng cái giới nó quan trọng như đó. Mình biết mình đang làm chuyện ác, mình ngừng lại ngay lập tức. As soon as you realize you're doing evil, you stop. That's what precepts are four. Is it clear? And then the second part is to prevent mistakes. Và thứ nhì là tránh cái lỗi lầm. It's how critical it is. Nó quan trọng như vậy đó. Vì quý vị biết giới, it's because you understand precepts, you know about precepts, that you stop making mistakes. Vì quý vị hiểu cái giới, thành quý vị không làm lỗi nữa. Okay. Any questions? Ai có thắc mắc gì về chuyện này không? Yes. There's a good and evil. At what point the evil doesn't exist? What point does it exist? Progression or progress in the spiritual advancement. Có người hỏi, chừng nào cái ác nó sẽ nó không còn tồn tại nữa.
When does evil stop? When does it stop? When can the good conquer evil? Lúc nào cái thiện nó sẽ chinh phục được cái ác? So that is only goodness left, no evil. When, cho đến độ chỉ còn cái thiện mà không còn cái ác nữa. When? Lúc nào? Yes. That's the question, right? When do you get to the point that you don't need precept? Lúc nào mình không cần cái giới nữa. Master Chien Chie. You the white hope. À, ông này là người à, lên chức rồi. Yeah. And you know, by the way, he'll be leaving for Thái Trung right immediately after the Chan Chi. Quý vị biết không? Thầy hiện giới sẽ bỏ chúng ta đi sau cái thiền thất này. We don't know. You know. Yeah. Phản phê chữ ơ. Chữ ơ phản phê, same thing. Phản phê chữ ơ. Phòng phi chỉ ác. Okay. So where did evil start? Well, when don't you need precepts anymore? I know you, I don't remember what level, but you did mention this at some level, maybe enlightenment, or at some point where the precepts, you don't need the precepts because you naturally follow them. Mm. Naturally, you don't harm others. Sao? Cái này, theo con nghĩ là khi nào vị đó chính A-la-hát thì không có còn nữa. Maybe when you certify to Arhatship, thầy kia ông nói là lúc mình giác ngộ. Yes? Anyone else? Yes. Master, I don't think that evil stuff, but it's only regards to one's self and control and put a stop on our behaviors that are gonna be bringing the evil thing. Evil will never stop. Cái ác nó không bao giờ nó ngừng hết. Never. I don't know. I'm no Buddha. I don't know that my evil hasn't stopped. That's all I know. Is it evil doesn't stop until ego is there? I don't know. You're asking something I can't answer. Thầy nói thầy không biết. Còn hỏi thầy nói là cái ác nó không bao giờ nó ngừng hết. Cái con có người hỏi ngay tức, ủa Phật cũng ác hay sao? Thầy nói thầy đâu có biết, rồi thầy đâu phải Phật, sao thầy biết được? Dạ, yeah, thầy đâu có biết đâu. Chừng nào thầy thành Phật thầy nói cho bác biết. I will confirm it when I become Buddha. Job for you. When I become Buddha, I promise. I remember all you tonight. Thầy nhớ mặt với mỗi người tối hôm nay này. I will find each and every one of you and say, you know, I have an answer for you now. Lúc đó thầy sẽ trả lời cho quý vị biết. For now, I don't know. Bây giờ thầy không biết. Thầy chỉ biết rằng cái ác thầy nó còn càng ngày nó càng nặng thêm. All I know is my evil, I becoming more evil and more evil every day. Thầy nói, càng ngày thấy mình cái ác, I enjoy more evil. I enjoy, you know, being more evil. Evil becomes more fun. Yes? That's why I enjoy it more. I say, oh, this is evil, I better stop. We are in a society and a community, and we often need the precepts, but only when correct. It turns out when you're an arhat, it's still evil. Khi mà quý vị trở thành A-la-hán vẫn còn ác với thiện như thường.
there's still evil when you become an arhat. Okay, because they still discriminate between evil and good. Tới trình độ A-la-hán vẫn còn thiện với ác, tại vì hồi đó, lúc đó các ngài A-la-hán vẫn phân biệt ác với thiện như thế. They still discriminate between suffering and bliss. Họ còn phân biệt giữa cái khổ và cái lạc. Right? That's my proof. Cái bằng cớ của thầy là các ngài A-la-hán vẫn còn nê cái lạc mà chán ghét cái khổ. The arhats love the bliss, but they abhor the pain, the suffering. They're still discriminating. Họ vẫn còn cái tâm phân biệt. Thành cái khổ ác nó vẫn chưa hết. That's why they haven't put an end to evil and goodness yet. So the answer to her question, her answer is incorrect. And câu trả lời của cô là nó sai. Okay. Now there will be some point in time where the evil and stop and goodness will stop. Có lúc nào đó cái vị tu tới một trình độ nào đó thì cái thiện với ác nó không còn nữa. Okay, it's no such discrimination anymore. Nó không còn sự phân biệt giữa thiện với ác nữa. That's when you become enlightened. Lúc đó cái vị giác ngộ, cái vị không còn được cái phân biệt. You have no longer such discrimination between good and evil. Không còn phân biệt giữa thiện với ác nữa. Lúc đó mình giác ngộ. That's when you become enlightened. It seems that good and evil belongs to the Sahamaya definition. That's right. That's why good and evil will never end. Bởi thầy mới trả lời là cái thiện với ác nó không bao giờ nó ngừng hết vì vậy. Đó. Nếu như cái vị phàm phu thì cái thiện với ác nó không bao giờ nó ngừng hết. If you are not enlightened yet, the good and evil will never stop. Will always exist. Khi nào nó cũng có hết. Okay, it's always there. You can deny it all you want. This is why you need precept. Bởi vì quý vị mới cần cái giới. Tại vì nó có, thành quý vị phải cần cái giới. Because it exists in the world. Therefore, you need precepts. Is it clear? It weren't there. You don't need precepts. Nếu không có cái ác, không có cái thiện, thì đâu cần giới làm cái gì. There's no need for precepts anymore. You need precepts because your mind still is capable of evil and good. Quý vị vẫn cần giữ giới, tại vì cái tâm quý vị vẫn còn phân biệt giữa thiện và ác. That's why you need to keep precepts. When your mind is no longer differentiating between good and evil, khi cái tâm quý vị không còn phân biệt thiện và ác nữa, thì there's no need for more precepts. Không cần giữ giới nữa. Hết rồi. It's no longer necessary. Okay? In theory, no, theo lý thuyết thôi. Yes? Any questions? I mean, Thamma, yes. Since we are creatures of habits and attachments, and we live our lives in a very following certain patterns that we have been used to, and also because of our attachments. It is such a challenge to stop certain things that we that are not supposed to be done. And sometimes we just jump into it and do them, and then we realize that it was something that we weren't supposed to do. That's why the precepts are for. Okay? To help you detect those habit energies and stop you from making mistakes. And stopping the evil inside of you. Thành cái giới, tại mình có những cái tập khí, mình chưa muốn làm quen rồi. You have these habit energies that you've had for many lifetimes. Đã, những cái tập khí nó từ nhiều kiếp rồi. Many lifetimes. Okay? So for example, you like to eat hot. Cho anh cái vị thích ăn cay. Okay? That's how you became Mexican. Bởi vì mới sinh ra đổi sinh. I'm sorry. Yeah. Or you born to Central Vietnam. Hoặc cái vị sinh mà làm người Trung, người Huế. Huh? All those habit energies.
And that's why you go there and you eat all these dishes. Oh, this is heavenly. Okay, I'm coming back here. Yeah, lifetime after lifetime. Cái đời đời kiếp mình trở lại để mình ăn cho nó ngon miệng. Huh? You see that? His habit energies. Yeah, it's his life. What's wrong with enjoying a little bit of hot, spicy food? Có gì hại đâu. It's no evil. It's no errors. It's no mistakes. Quý vị thấy không? Đâu có gì, có gì sai lầm khi mình ăn cay một tí. Hoặc là mình đâu có gì ác khi mình ăn cay đâu. It's okay. It's nothing wrong with that. But on the other hand, if you used to stealing from your brother, I'm not looking at you. I'm just explaining things to you. Okay? That habit energy, you take it with you, lifetime after lifetime. Ngược lại, quý vị có những cái thói quen dạng như ăn cắp. Thói quen ăn cắp. Ăn cắp của chị em mình. You steal from your siblings. Anyone stole from your siblings? Raise your hands. Có ai đã từng ăn cắp của anh chị em mình chưa? Raise your hands. Only two of us? Có hai người, thầy với cô này thôi hả? We both evil, aren't we? Mình rõ là mình ác hả? See? You don't steal from your brothers? Stealing, Anna, is by definition you take without permission something that doesn't belong to you. Okay, it's not called sharing. You know, it's not called sharing. Trust me. Con cả nhà ai? Con cả nhà ai? I don't know. Anyway, so you see, so his habit energies you have, and you steal and you enjoy it. If you steal and you enjoy, you could be ăn cắp mà thích. Then lifetime after life, you do it again next time. Nếu mình nếu khi ăn cắp mà thích thú, thì lần sau mình sẽ tiếp tục ăn cắp, cái đời sau mình ăn cắp tiếp. Tại mình thích, because you enjoy it. And next lifetime you steal. Next lifetime you steal some more. Okay? Kiếp sau mình ăn cắp kiếp nữa. Ăn cắp, you keep on stealing. From your now, you don't only steal from your brother. And you have no brother, you steal from your customer. Mà nếu như mình không có anh chị em thì ăn cắp chào cô. Mình ăn cắp khách hàng của mình. Huh? You steal from your neighbor. Ăn cắp với láng giềng mình. We enjoy it. Thích dễ sợ lắm. Okay? We watch the chicken. Thấy nó nuôi gà. Thấy nó nuôi gà. You wait until they don't pay attention. Go grab the eggs. Chào cô chụp, ăn cắp cái trứng rồi đã. Xong rồi từ ăn cắp con gà luôn. Then you begin to think. You say, why do I bother stealing an egg? Let's steal the whole chicken. Ăn gà mới có ăn cắp thêm. Okay? And guess what? You graduate. Ngày nào đó quý vị ra trường. Ra trường. Yes. You graduate. From stealing school. What do you become? Huh? A Greek? Rich. Cô nói, ra trường quý vị sẽ làm ra sao? Thế nói, khi quý vị ra trường ăn cắp, quý vị, cô này cô trả lời, quý vị sẽ rất là giàu. You're so cynical. Oh my God, this is terrible. Mấy cái người này công nhận mỉa mai dễ sợ luôn. No, yes. I challenge you to give me what is graduation day for the people who steal. Thầy hỏi quý vị, những người mà chuyên môn cấp đó, khi họ ra trường họ làm cái gì? I ask you. What? They kill, ăn cắp, giết. Anyone? Huh? What? Go to jail, đi vào tù. Hmm? To what?
They go to the hell, well, địa ngục. Anyone else? Vicky, you don't want to commit. The rich woman, yeah, người thì nói giàu. Yes. Anyone? They, how about our wise sanghans? Hoặc là những cái người khổ không con? Đó tiền thất được không? I said, is it hurt? Yeah, that's good. New wise sanghans. He said, he wants still bigger. This guy has no ambition. Yes. What do you become? Same car, huh? What do you become? Hungry ghost. Nghèo, poor. Okay, anyone else? The sanghans, the wise sanghans, những cái người xuất gia đó rất có nhiều trí huệ. Yes, mistress. What do you become? You don't know. What does the Vietnamese princess think? Cái cô mà công chúa người Việt Nam nghĩ ra sao? Rất nghèo. Yes. And finally, our last hope. A thief, a robber. Thành kẻ trộm cắp. Animal. Wrong. Price money $100. Bây giờ trả lời trật hết thầy mới cho giá, cho giải thưởng $100, $100. Last chance. $100. When you graduate from stealing school, stealing college, what do you become? Thầy cho hỏi ra. Khi quý vị ra cái trường đại học ẩn cấp á, học trường học mà chưa muốn dạy ẩn cấp, quý vị ra quý vị trở thành cái gì? A liar, nói dối. Okay, last chance. Okay, $100. $100 giải thưởng. Graduate school, đi học trường cao học. Mexican politician. Yes. One guess. You cannot cheat. Quý vị không được. It's $100. It's a lot of money. $100 không phải là ít. Okay, she can answer for her husband too. Good person, and con trả lời sao? Gần chút. Okay, close. Yes. No, you guess already. I'm sorry. No, you cannot cheat. I remember people's face. Thầy nhớ mặt hết mà. Anyone? Hãy trả lời không? $100. Internet people too, $100 to you too. You guess right. Yes? It's not killer, không phải là người giết người. You guess already, cái nhỏ nó ăn gian nữa. Yes. And you guess already. Trở thành người xuất gia. The guess is that you become a monk. Oh my God. This very close. Gần đúng. Oh, it's close? Very close. Yes. Oh, You become a heavenly demon. Thiên ma. Quý vị cứ cấp hỏi á, trong tương lai quý vị sẽ thành thiên ma. This is how they train heavenly demons. Don't you know, understand? Yes, now you remember, huh, Anna? Oh, I went through that university. Me too. What year were you? Mine was 1973. Yeah, you need 50 more units, huh? Yeah, good girl. Quý vị thấy không? Cứ ăn cắp hoài đó, cứ đợi đợi cứ ăn cắp rồi, trong tương lai quý vị sẽ thành thiên ma. Thiên ma là chưa muốn đi ăn cắp. They cannot help themselves. Thiên ma đó, họ không có tự chủ được, họ phải đi ăn cắp. Không kể nào mà không cắp được hết. They have to steal. They can't take it. They can't stand it. If they don't steal, không cắp là khó chịu dễ sợ. One day without stealing is like hell.
Một ngày phong cấp họ bức rất khó chịu dễ sợ. Cái thói. Bất cứ ở đâu cũng suy nghĩ tới cái nó muốn nó chôn được ta chôn. Ủa sao không được thì xuống địa ngục phải làm thiên ma đi? Thì xuống địa ngục xong mới lên làm thiên ma chứ đâu phải đường nó đi thả một đường đâu, nó đi vòng vòng qua thân quốc sống cùng nó lên thiên ma. Sau nó tuột xuống, tuột xuống làm người. Sau nó ăn cắp, làm người ví dụ như nó thành vua ăn cắp này, chúa ăn cắp này, tướng ăn cắp này, chú hồ ăn cắp này, đủ ăn cắp này, chồng ăn cắp này, vợ ăn cắp này, đủ thứ hết. Nó tuột xuống lại. À, tại vì lúc nó làm ngày nó có ăn cắp tiếp, thì nó tuột lên làm thiên ma lại. Nó lên xuống hồi. Thành thiên ma là ra trường, giỏi nhất là ăn cắp là thiên ma. The best professional thieves are heavenly demons. Is here? Like, have you no respect for authority? Yes? So like the Luminari, are they like heavenly demons? Who? Luminari. Who's Luminari? Like a Rockefeller people. So-called, you know, this black magic people. Oh, I don't know about them, so I can't answer them. Ừ. Hỏi mấy người thì anh biết. Yes, Vicky. Because that's where they reside. They're very powerful. Thiên ma, tại sao gọi thiên ma? Tại cái chỗ họ ở trên cái tầng trời, của dục giới cao nhất của dục giới. They're at the highest heaven of the desire realm. They're very very powerful. Họ rất là giỏi, rất là mạnh. Họ ngang ngửa với Phật. They're about the same as the Buddha. Are they happy? Very. Bài câu hỏi họ có hạnh phúc, rất là hạnh phúc. However, Mireya, however, their happiness pales in comparison to the Buddha's happiness. Nhưng đều cái sung sướng của họ đó còn thua xa cái sung sướng của Phật Bồ Tát. Thua xa, it's no comparison. But they don't know that. They don't know that. Họ không biết, họ không chịu tin cái chuyện đó. Yes. So it's not bad thing to become a heavenly being? Not necessarily. If you enjoy stealing, it's a good thing. Nếu quý vị thích ăn cắp á, thì cái chuyện thành thiên ma chuyện rất là tốt. If you don't like to steal, don't become a heavenly demon. Yes. They do fall to the house. Okay. Thì họ thiên ma, họ ở trên trời, thì họ cũng cuối cùng họ cũng đọa địa ngục chứ họ không thoát được. They still fall to the hells because when the heavenly blessings expire, they fall. Khi cái thiên phước nó hết, nó tuột xuống. Yes? Master, why do they even have blessings if they're demons? They have blessings because they created heavenly blessings. Okay? Because when they steal, they also did some good. Khi mà họ, tại sao họ có làm lên quả trời, hay lên quả trời thì họ tạo những cái thiên phước. Trong lúc mà họ tạo những cái nghiệp như nghiệp ăn cắp á, thì họ cũng đã tạo những nghiệp rất là tốt. Okay? So for example, the Rockefellers, I don't want to mention names. Những cái người mà giàu có chẳng hạn, ta bóc lột dân chúng. So for example, let's say the tycoons. They rip you off. They rip us off. They make, you know, they make us pay exorbitant prices for gasoline, for example. Những người mà giàu có, ta đầu tư mua dầu hỏa để họ tăng giá cái tiền xăng của mình lên. Okay? They do that. They make a lot of money. Okay? That's called stealing. Như vậy là ăn cắp. Okay? Stealing from people. Đó là ăn cắp. Okay? Ăn cắp. At the same time, after they did that, khi họ ăn cắp xong rồi đó, họ lấy cái tiền lời đó, họ xây nhà thờ. And they took all the profits they made, they built churches. Not temples. Không xây chùa.
chỉ thấy nhà thờ thôi. À, chứ mà họ tới gặp thầy thì nó khác rồi. If they had met with me, it would entirely different story. Yes? Isn't it fascinating? Thấy nó tuyệt vời vậy sợ. The world is wonderful. Cái thế giới nó tuyệt vời vậy sợ lắm. You cannot say heaven and demons is totally bad. Tại họ không thể nói là thiên ma là hoàn toàn nó xấu. Nó có tốt có xấu ở trong đó. They have evil and they have good and they all mixed together. Why? They don't keep precepts. Tại sao vậy? Họ không giữ giới. Họ thích thì họ làm nấy. Whatever they do as they please. Muốn gì làm nấy thôi. Yes. Mà họ hưởng trên khi họ hưởng các cái phước họ sướng, họ sướng họ chỉ làm người sao mà phải đục xuống địa ngục. Tại vì cho họ tạo cái nhân địa ngục. À, đúng lúc mà họ làm thiên ma đó, thiên ma nó chưa muốn đi hại người, bóc lột người, ăn cắp người này rồi hại người kia, nên người ta thành cái đó là cái nhân địa ngục, ác nghiệp phải đọa xuống. So you have your blessings are if they're good blessings, you have heavenly blessings. Good deeds, you create heavenly blessings. You do bad deeds, you create hell blessings, hell retribution. That's the way it is. So it's always a mixed bag. Khi nào mình có đủ cái ác với lại thiện, that's why it's always a mixed bag. Nên cái nhân chủng tử chúng ta đó, nó thiện là ác, nó lẫn lộn, nó đủ loại hết đó. That's when you die, khi cái vị chết đó. And when you die, khi quý vị chết, thì những cái chủng tử nó tốt á, thì đem quý vị lên quả trời. So the good deeds, the good blessings, will bring you to the heavens. And the evil deeds will bring you to the hell. So những cái chủng tử mà nó xấu á, mà nó chín á, thì nó kéo quý vị xuống. So that's why we have 49 days. So đó quý vị có được 49 ngày để mà quyết định, để mà đấm bóp nó. That's you massage these blessings. Phật giáo mình tuyệt vời. This is why Buddhism is very effective. Bởi Phật giáo mình biết cái chuyện đó, nên Đức Phật mới dạy cái pháp để mà mình chuyển hóa đó. So the Buddha teaches us dharmas to manipulate these blessings. To help people. Just because the Buddha realizes that they may look nice, but they create both evil and bad deeds. And Đức Phật biết đó. Mặc dù ai cũng vậy, mình đang tạo vừa cái thiện nghiệp và ác nghiệp, mình chịu thôi. Cái tập tục mình như vậy, cái tập khí mình như vậy. We have these habit energies. We do evil and we do bad, and we do evil and we do good, and we do good and we do evil. We cannot help ourselves. Cái thói mình như vậy rồi, okay? So that's why when you die, this is when you still hope. Nên mặc dù như vậy, khi mình chết vẫn còn cái hy vọng như thường. Okay. There's hope. Okay. That's why we do chant. Bởi vì mình ngồi thiền, and that's why we sleep in the Buddha hall. Bởi mình ngủ trong Phật điện, cái như vậy. Oh, by the way, only starting tomorrow night. So this is your last night of freedom. Hành tối nay, quý vị ở đêm cuối cùng, quý vị có thể ngủ trên giường. You can sleep on your own bed and enjoy, and then and say. Enjoy your last night of freedom. And tomorrow night, everyone sleeps in the Buddha hall. Ngày mai ai cũng vào Phật điện ngủ hết. And I will start videotaping. Là thầy bắt đầu quay phim. Why the change? Change what? Why? I don't know how to answer it in a very polite way. We thought we'd do something different. And she complained and said, why do you wait until I leave tomorrow? Tối nay cô đó muốn ngủ ở Phật điện này, trống trơn, không ai ngủ ở đây hết. Tối nay ai cũng chạy vào. Cô than, cô nói thầy đợi con đi, mình bắt đầu cái trò chơi mới. Thầy nói, thì bây giờ cô tối nay cô ngủ Phật điện một mình đi. Tối nay ai cũng bây giờ ngủ cho một giấc cho nó đã. I know every night, tonight, everyone goes back to the bed and say, oh, my beloved bed.
Okay, yes. Cái đó mới cách nhẹ nhẹ không sao hết. Không sao hết, mấy cái đó là tội nhẹ không sao, thầy tha thứ hết. đừng gấp nhiều quá. Lấy ít thôi. Xong mình lấy ít xong mình nó ngọt. Mình nói bữa nay mình ăn cắp lỡ ngày lỡ ăn cắp 100 đồng thì mình bù lại, mình lấy những lời đường mật 100 đà trị giá 100 đồng thì mình gỡ lại, hiểu không? Con phải khôn ngoan nhé. Thì như vậy mình sau mình thiên ma, và thiên ma là tốt. Ôi trời ơi, tụi nó bình hoàng dễ sợ luôn. These people are so sick. Yes. Sợ chứ, đâu sợ chứ, không sợ lắm. Cứu chứ, cô cứu chứ, được Phật nói. Cái trước thôi mày cắn thôi, mày tới cô cứu kỳ cục vậy. Tao còn nhớ Như Lai còn nhớ con lúc mà mới có tuần trước con lấy cái dao con đâm ngay sau lưng Như Lai mà. Thì con xin cái gì nữa? Như Lai đâu phải là già đâu mà quên đâu có quên lẻ cho được. So he says, can they come and ask for help from the Buddha? I say, yeah, of course they come ask for help. And the Buddha said, didn't I see you last week? Didn't you come to and stab my back last week? I still remember your face. You grew a beard, but I still recognize you. Yes, yo. So, isn't the Sava world will live like basically ran by the heavenly demon? No. No, it isn't. Lately, I've been thinking about, I don't know if you know this story about the monkey god and Buddha story, you know, in Chinese. Not yet. Eventually, it will be run by the heavenly demon, but not right now. Because as long as it's a person who recites the Sharangama's mantra, that's what the sutra is about. It teaches about this mantra. If anyone memorizes it, the heavenly demons will behave. They don't dare. Câu hỏi nó như vậy, ma vương nó điều khiển thế gian này, thì nó đâu có, chưa được. Hiện bây giờ nó còn cái chú Lăng Nghiêm, có một người mà nhớ thuộc được cái chú Lăng Nghiêm này, thì ma vương nó không dám làm bậy. Okay, this is why left home people, they're supposed to memorize the Sharangama's mantra. Thành những người xuất gia phải học thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm, apply to all of you, mấy người quý vị đó, you have to memorize Sharangama's mantra. Okay, by heart, phải nhớ thuộc lòng. I memorized it before I even became a left home person. Trước khi mà thầy xuất gia, thầy đã thuộc lòng rồi nữa. 554 lines, 554 hàng. Very easy, it's very, 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 very hard to memorize it. But we're supposed to. Cái người xuất gia phải to học thuộc lòng. Yes. So don't we have that everybody has a little bit of heavenly demon? Like the heavenly demon is actually a being. Okay. But do we have any aspect in ourselves of the heavenly, like the seed of becoming a heavenly demon? Yes, you do. Any other questions? What about you? No. Oh, I don't dare look. Anyone else? Bạn có thắc mắc gì khác nữa không? How do we get here? Oh, precept. Mình nói chuyện giới. Bởi mình nói pháp á, thì không ai nghe, mà nói chuyện tùm phào ai cũng hỏi tùm lum tùm la hết. When I explain the Dharma, no one asks questions. You know that? I talk about precepts, no one asks, what are precepts? What kind are there? Who teaches precepts? No one asks.
when I talk about demons, say, oh yeah, please tell us more about demons. Nói giới thì không có hỏi gì hết đó. Không hỏi là giới là gì, học giới ở đâu, thầy dạy giới là ai nè nọ, sao nhận lên miền thầy dễ giỏi. Không có đâu, không ai hỏi hết đó. Mà khi nói chuyện ma một cái là thầy dạy cho con biết về ma một tí nha. Trời đất ơi, I give up. Yes, Vicky. Thông cảm thì nó đêm nào thì cũng thông cảm hết. He says, please have pity on us. Be patient with us. I've been patient every night now. Yes. That's true. In regards to the no killing precept. So, you know, if you live in a house and you have to get termite work done, so that's bringing the no killing precept, right? And something I've been wondering about, when you have a pet and is very sick, and then the vet says, well, you know, we really should just put the vet and the dog to sleep. Mm-hmm. Is that breaking the precept? Yes. Yes. The last time when I... The cats too, yes. The last time I asked a similar question when I... Even deaf cats. Well, not deaf cats. Mm-hmm. Not my cats. Mm-hmm. And all those three kids paralyzed from car accident. Can you go? And then I gave the cat some water and they started to realize the cat is not recoverable. Mm-hmm. I, so? And then I asked you what to do because I didn't want I don't remember that. I hope I gave you the right advice. I don't remember. Did I? See, I gave you bad advice. So I let the vet go to sleep. That's what my priest said. Yeah, I'm afraid so, but it's not my fault. Yes, sometimes I make mistakes. What do you expect? I'm no Buddha. I'm just... Yes. Is precept like really strict or depending on what level you are, you can kind of... No, it's strict. It's one strict. There is no point. You can kind of go around it or... You massage a little bit. Sometimes you paint it black. Sometimes you paint it white. You know, it's precepts. When you build a house, you build a foundation. You want your foundation to be flexible? The foundation is strong. Hmm? Do you want it like this? This is your foundation. Hmm? You want to build a house on like this? That's what happens in precepts. It's up to you. You want it like this? Yes, you can. The Buddha doesn't say you must, the precept must be so. No, the Buddha says, this is the precepts, and Yo says, I want my precepts to be like this. Buddha says, okay. Who are we to tell you what to do? You decide what you want, what kind of foundation you want for your house, for your skyscraper. It's up to you. It's very democratic, Buddhism. We don't force anyone. You want to be heavenly demons? We show you how to be heavenly demons. You want to go to the hells of the dying cats who got killed by you? We show you how to do it. Quý vị thấy không? Cái Phật giáo mình á, nó rất là dân chủ. Đức Phật nó có người hỏi thầy, bậy thầy cái giới pháp nó cứng, nó cứng ráp, nó eo hẹp chừng nào. Thầy trả lời là quý vị xây cái nhà, cái móng của nhà của quý vị, cái một cái móng của quý vị nó cứng, nó mềm. Thì cái giới được cũng như vậy đó. Đức Phật không bắt quý vị phải xây cái dùng cái giới mà xây thì cứng. Thì mình muốn xây mềm cứ xây, đâu ai cấm quý vị đâu. Thì quý vị xây nó mềm nhưng mà thì quý vị ở đâu được lâu thôi, gì đâu. Phật giáo mình rất là dân chủ. Mình muốn làm gì là làm đấy, đâu có ai bắt cái gì ép cái gì làm đâu.
muốn đi thiên ma thì dạy làm thiên ma, muốn lên làm lên làm a la hán thì dạy làm a la hán. Đức Phật rất rất là dân chủ, quý vị muốn như vậy đấy, không bắt quý vị làm gì hết, không ép quý vị làm, không bắt quý vị làm Phật tử, không bắt quý vị làm hồi giáo, không bắt quý vị làm cái gì hết đó. Muốn làm thiên ma ngoại đạo dạy cho làm thiên ma ngoại đạo, đủ thứ pháp hết đó. Tế điên này hỏi này này, Tế điên là dạy làm ngoại đạo, mà Tế điên là Bồ Tát, lục địa Bồ Tát thì dạy tụi nó làm ngoại đạo. Phật giáo mình rất là thoải mái, vì đâu có biết Tế điên là lục địa Bồ Tát, qua dạy nó tỉnh bớ, đâu sao đâu. See, the Buddhism is very, very open-minded. We don't force you to do anything, okay? For example, I give an example. Su Dian, the very famous Taoist immortal, is very famous throughout Asia. When Xianqie goes to Taiwan, he's going to see his statues everywhere. Qua Đài Loan, gặp những cái tượng Ngài Tế Điên khắp mọi nơi hết. In the market, okay, in people's home, ở ngay chợ cũng có tượng của Ngài Tế Điên, trong nhà cũng có Ngài Tế Điên, miếu cũng đầy hết. The temples, Tế Điên temples everywhere, humongous statues still. And he's a sixth crown Bodhisattva. Ông đó là lục địa Bồ Tát. Phật giáo mình rất là thoải mái, rất là cởi mở, không ép cái việc làm gì hết. Đâu gọi là đồng sự. That's called same work. You want to be a singer? We show how to be a singer. Muốn hỏi thầy, cái gì mình đang ngồi thiền, cái đó mình có ho à, cũng ảnh hưởng các Phật tử với thầy ngồi, tại sao con sợ quá. Nhưng nhìn buổi vào các thầy giang đặt, giang đặt định để con ho các cái thầy biết mình, nên con mắc cái gì nữa vậy? Không. Không à? Không có bị ảnh hưởng gì cả. Con sợ thì con ngồi thì con ưa ho lắm, con sợ lắm. Đau thì mình cũng nhịn. Không cố ý thì không tao vậy đó. Mà cố ý thì có mấy cái tội. Khi mà làm mà không cố ý. Thì mình che miệng mình lại, mình ho, mình mới ho qua, mình đi ra mình ho xong đi vô lại. Mình không có cố ý phá thôi thì không có tội gì hết. Còn nếu mình ho mình vô đó, lúc xong nhìn người ta thế đó mình tạo gì. Còn lúc mình tu thì cái chuyện ho là chuyện thông thường, tu phải ho chứ. Mấy người tu mà chưa ho là mấy người đó chưa tu à. Tại thân hương bị cái phổi bệnh chuyển. Từ từ ngồi thiền nó hết. Ngồi cái đèn xanh nó bớt khon tí. Okay, then give her green thing too. Con đâu có biết phải không? Okay. Mistress, give her a green thing too, right? Because she has she has coughing issues too. And Jin Xiang should be sitting in a green thing, you know, mỗi lần tới ngồi thiền ngồi cái đèn. Ngồi đèn nó bớt ho, nó sức khỏe. Okay. All right. Nhà con nó cũng vậy, ổng hay con ve nó nói con tu không mà tu một khi lo mở khóa tu ổng nhanh dữ lắm, ổng không lên quá nhiều như thế này,
không nhận câu nói. Rồi bữa nay á thì có người bạn tới thì thấy con ở đây mà nhà con ở nhà bệnh, thì tình cờ con gọi điện thoại về thì nhà con mới đưa cho con cho cái chị bạn mà thầy chị thì biết, thì nói con đó là extreme, làm từ từ thôi chứ đi theo tư hoặc bỏ chồng bỏ con nhà bệnh không có hay, mình thấy lo hai bên như này vậy là con có tội gì không? Đúng tội á, cái đó vậy là cái chướng ngại tu hành mình thôi. Chứ mình tu mình muốn tu phải qua cái thử thách của cái sự cái mình cái thành tâm mình là sao? Nhà con nói con muốn lo tự tu một cái đi mở khóa tu này kia. Điều thứ nhất, điều thứ nhì con lên nói là con xin lỗi thầy nha, nói là nhiều thầy bây giờ không phải là nói thầy nha. Nhưng mà nói con mở khóa tu á thì cũng có nhiều vị, tại vì ở nhà con mà. Thì nhiều vị thì mở cái cách mở cái tu thì rất là hay mà theo con nghĩ là mấy thầy đó nhiều cái tốn công đó mà nhà con không thích, rồi ông mới nói con không la con hoài mà con thấy con làm vậy là không có tốt, con nói con ấy cái đó con không biết. Không biết cái đó là tốt hay xấu, nhưng mà trong khi thời gian mà con làm thì có nhiều người lại cảm ơn con, nói họ rất vui rất mừng, có nhiều người bớt bệnh, nhiều người 5-6 người nói với con là họ bớt bệnh này kia. Thì con nói là từ đó tới giờ con từ bên Việt Nam con hay làm những chuyện giống vậy, con phải làm con mở có tôn mà con làm những cái chuyện tốt khác, thì con biết cái đó là con đúng đường hay sai đường thế này. Cái gì mình thấy mà tốt, mình thấy mình thích thú thì mình làm, vậy đâu mà sợ. Thì người ta có ý kiến thì mình phải tôn trọng ý kiến người ta. Là con không? Không ai, không ai sai hết á. Vấn đề là mình tôn trọng ý kiến người ta, không có nghĩa người ta đúng, mình cũng đúng. Cái thế giới Phật pháp mình có thể hai bên đều đúng chứ. Nếu như mà thầy nói con nghe, nếu như mà Đức Phật mà nhìn thấy, nếu Đức Phật biết mình là đúng mà nhìn thiên ma nó là sai ấy, thì như vậy Phật phải giết thiên ma nhé, cứu thế giới này nhé, đúng không? Đều đâu có giết đâu, có nghĩa nó đúng cái trong cái hoàn cảnh của nó, mình đúng trong hoàn cảnh của mình, mọi người có cái đúng của họ, đâu có nghĩa đâu bắt buộc là mình đúng người ta phải sai đâu. Thế giới mình có quyền đúng, tất cả mọi người đều đúng. Chẳng như không có con rắn, sao mà thì cái thế gian nó toàn là chuột không, chịu gì nổi. Chẳng rắn để ăn chuột chứ. Không có mèo, sao mà chuột nó loạn cao cao, sao mình chịu nổi. Nên có cái chuyện đó, mọi người có cái bộ phận của họ ấy. Đâu có nghĩa là mình giết rắn hết đâu. Mình để nó làm chuyện đó. Mình làm chứng minh. Ok. Thế cái đó là gọi là, mà hai bên đều đúng, ý nghĩa là vậy đó. Mọi người có cái chuyện người ta làm. Vấn đề khéo léo con là con làm như vậy, con thiếu khéo léo chỗ là con không biết thuyết phục ông chồng. Không chưa bao giờ nói. Thì bởi là con mấy ông thầy chưa dạy con cái chiêu đó. Mình làm những chuyện đó là mình ép gia đình mình có những cái sự hy sinh. Mà con không có đắp lại như thầy chỉ cái chiêu hồi nãy đó. Con mà giữ 100 đồng của ông chồng của con á thì con nó ngọt ngào ông chồng đáng giá 100 đồng. Thì nó mới có sự công bằng chứ. Chứ thôi nó chồng chất ngày đó mình nợ nhiều quá, nói nó không nghe nữa. Thấy không? Phải biết cái khôn ngoan người đó. Hiểu không? Chứ con mà cứ làm là cứ cấm của làm chứ mình không, bên kia người ta bất mãn là chuyện nó đúng, ta lỗi mình đâu phải lỗi người ta đâu. Thế đúng, tại con thiếu khéo léo, thấy không? Cái người nào cũng vậy, con phải nhìn người ta làm á thì con coi thử người ta lời gì trong đó, có sự công bằng nhé. Thầy học trò thầy cũng vậy nhé,
học trò thầy mà không có sự lợi trong đó sao thầy dạy tới nó được, đúng không? Mình bắt nó ngồi đau chân, bắt nó chịu lạnh, bắt nó khổ sở thì trong đó có gì nó mới chịu làm chứ, đâu khác gì con đâu. Mình có sự yểm chuyện, có khéo léo, mình quay thử nè có nhu cầu ta gì mình giúp người ta, đó mà là chuyện làm. Chứ còn mà con cứ ép người ta làm họ theo cái ý mình không là chết rồi, nó than phiền là đúng rồi. She asked that her husband complains, you know, she's been here a week now, the husband is sick and she's not there taking care of him, and now they complain why you go to extremes like this and so on and so on. And she said he complains a lot. And I said, when you live with someone, you have to be smart and you have to communicate. Okay, you cannot force your will on others. You need to share. You need to share. You need to convince people. You need to persuade people. And then she said, the husband says that she's husband is very sympathetic, but her friend, her female friend says it disapproves of her and says it's extreme. That's the way it is. Mình tu là sẽ có người tán thán, sẽ có người chỉ trích. When you cultivate in everything you do, not just cultivation, some people will like it, some people won't. Đâu sao đâu, mình chịu thôi. Biết cái chuyện cha con mắng lừa không? Cái người cha với người con dẫn một người đi bán, người con ngồi trên già đi dưới, còn đem được rác ông già lên con đi dưới, hồi hai cha con trói nhưng rồi là khiêng đi ra chợ bán, đi chuyển chỉ vậy. Cái vấn đề là cái khéo léo mình á, khi mà ta nói chỉ trích như vậy đừng có buồn, quay làm cảm ơn ấy, lập tức. Cái khéo của con còn phải cảm ơn ấy, lập tức. Con nói là ôi mày có chị ở đó mà không, thôi là em ngồi đây em lo cho ảnh quá, cảm ơn chị nghe, cảm ơn chị quá đi, em đổi ơn chị. Khi mà chị nói vậy thì con mới ta thương với thầy, đúng rồi. Như là con thiếu cái khéo léo, thầy đang dạy con cái chiêu mới, con phải cảm ơn ngay, con không rút hồi mày có chịu đâu, em mừng ghê, cảm ơn chị nghe, không có chị ở đó là em chắc em sốt ruột rồi, mai em về ngay như điều em cảm ơn chị nghe, vuốt một cái lần sau sức mấy nó thăng phiền mà nữa, mới con phải khéo léo, hiểu không? Không phải mình khéo léo để mình định hót người ta, mình khéo léo để giúp người ta hiểu, chứ không phải là mình lợi dụng người ta. Thưa mấy, con thẳng quá chắc là con trước giờ con biết quỳ lụy người ta, thầy trước giờ thầy gặp ai thầy quỳ lụy hết rồi, ông thầy gặp học trò là quỳ xuống lại, thôi con tới tu với thầy, con tới tu với thầy tí đi mà chịu thầy có ai tới hết đó. Khổ như vậy đó, thành mình quen quỳ lụy rồi. Thành mình hèn dễ sợ lắm, quen rồi, thành ai mắng mình cũng cười, ai chê mình cũng cảm ơn. Nhỏ đi ngang đi lẹ đó, đi chậm chậm lại con, con muốn nghe lén, nghe lóm thầy, muốn tắt tai nó một cái. Tại sao vậy? Nói mà trả lời là ngay lập tức nó hỗn, chắp tay lại đi tiếp, không, đi chậm lại không nói gì hết. Thầy có sai nữa con không được nói một tiếng nữa. Sai không có đính chính. Đó là cái pháp mình tu. Mình biết mình có lý, người ta sai mình không đính chính, mới gọi là tu. Chứ tu người ta nói chị tu đúng, chị tu hay quá, chị phải dạy cho em. Mấy người đó là tu trình độ rất là thấp. Trình độ mà cao mình tu đúng, người ta nhìn tu trật lất hết rồi, chắc chắn đọa địa ngục, chắc chắn làm thiên ma rồi. Mình nói nó dồn thầy bà với cái góc này, em qua thầy kỹ kia, nó dồn vào thấy cái góc mà thầy cũng có chỗ đứng nữa, mà nó cái viện cớ nó là sai lầm, tụi nó sai lầm, thầy cũng nói viết nữa. Họ có quyền, thế giới của họ, sợ cái gì? Mình thế giới của mình, cùng là mình chết thôi chứ sợ gì, hiểu không? Đừng có sợ.
bao giờ mình nhìn cái phương diện người ta nói người ta khổ phiền não như là ta có chuyện là mình nói, đúng rồi em đổi ơn chị, em đổi ơn chị, người ta có cái lòng tốt mình phải công nhận cái chuyện đó, người ta khuyên mà chứ phải người ta có ác ý đâu. Cái thế giới này con cứ nghĩ đúng sai hoài cái đó là quá tầm thường, mình chỉ nhìn cái tâm người ta thôi, những tâm tốt là ác thôi, mình hưởng người ta thôi, đáp ứng người ta thôi, chứ còn đúng sai nó không quan trọng, đúng không? Cái thiện ý người ta mình nói ấm nó trời thôi, em cảm ơn chị quá, may quá em, ôi trời tối nay mà may không có chị ở đó là chắc là em chắc tối nay ngủ không xong rồi, chắc là em phải có nước mà ra mà đón xe mà đi về ngay tối hôm nay thôi, chứ còn cách nào em lòng em sao ngồi đấy được, tối như vậy sao mà người ta tiếp tục ta bóp cổ mình được nữa. Mà nói một cách thành thật chứ không phải nói một cách mỉa mai. Tại mình nhìn cái tâm người ta nó muốn giúp mình phải cảm ơn cái đó, cho mình cần biết gì khác hết đó. Người ta sai kệ người ta, hiểu không? Thế như vậy cái tâm mình nó bình an dễ sợ, người ta chửi mình cũng cười, nó mắng mình cũng cười, mình oan mình cũng cười luôn nữa. Mình đâu muốn nghe lỗ ông thầy đâu, ông thầy cũng mắng mình như thường. Thầy, con muốn nghe lỗ ông thầy, con muốn ta tắt tay lần sau, ta tắt tay tôi nói trước rồi đó. Mắng kệ ông thầy, dạ, tiếp tục đi. Hiểu không? Cái pháp tu như vậy, ông thầy cứ hiểu lầm con oan của tội con vậy sao? Còn sao tao tát luôn, đánh luôn nữa chứ đừng nói oan, giết luôn nữa, không nói một tiếng nữa, im lặng, tiếp tục đi, không nói gì hết đó. Thì lầm kệ người ta, mình xin lỗi. Thứ tư không phải cái biết khéo léo, phải uyển chuyển người ta để giúp người ta, mình cái đó là không phải là mình nịnh hót, mà cái đó là cái pháp từ bi đó, hiểu không? Mình thấy cái khổ người ta, thấy cái lòng tốt người ta, mình hưởng cái đó thôi, chứ mình không cần biết, mới gọi là tu nhá. Tu mới nói mình tu đúng pháp, không có cái tu nào pháp nào đúng hết đó. Không có pháp nào đúng hết đó. Có pháp từ bi thôi, không có pháp đúng. Người thầy nói tôi là tu cái này đúng là ông thầy nó không hiểu tu rồi. Tu cái đạo đức chứ không phải tu cái đúng. Tu đúng tu làm gì? Tu đúng tu thiên ma đi, tu ngoại đạo đi, nó đúng hết á, không có đứa nào nó sai hết á, mình đâu khác gì từ nó đâu, phải không? Hỏi cái tế điên, tế túi pháp, tôi là pháp xuất thế, nó đúng. Tới một mức rồi đó nó là xuất thế. Quá đi xa không được nữa, mình nói đúng, tụi bây muốn đi tới chừng này đi đường đó không sao hết đó. Muốn đi xa hơn tới chỉ đường khác. Mới gọi là tu. Nó muốn mình ép nó có được đâu. Phải dạy cho nó thôi. Mình từ từ mới khuyên nó sau. Đừng có buồn, người ta thế, người ta khen mình cũng đừng có vui nữa, ok. Okay. I just have some criticism from the family back in Sacramento. Apparently she wasn't planning on staying this long, and she kept on staying until the husband now got sick, and then the friends were now said, how could you, do things extreme like this? And then now your husband's suffering. Who's taking care of your husband? If I weren't here, you know, it would be a lot worse. And I said, yeah. Then what you do is you thank her. Don't justify. Thank you. I'm so grateful that you helped me out. You know, if it weren't for you being there right now, I wouldn't be able to sleep tonight. I would probably go out there and hitch a ride back to Sacramento tonight, because I cannot possibly leave my husband there by himself. Okay? You thank her. You don't fight her. Cultivation is not about being right or wrong. We don't practice that. There's no right and wrong in cultivation. Okay?
It's only kindness and compassion. That's the only thing that matters. It's not about right and wrong. Okay? Right and wrong is worldly. Cứ đúng sai là cái thế gian pháp. Cái từ bi mới là phải là xuất thế. Only through kindness and compassion can you transcend the world. It's not by being right, being better, being superior does not help you transcend the world. Cái vì giỏi hơn người ta, cái vì giàu hơn người ta, cái vì tài hơn người ta, cái vì còn kẻ trong thế gian này như thường. Chỉ có từ bi mới giúp quý vị thoát được cái thế gian, cái khổ thế gian này thôi. Only way for you to escape the suffering of this world is through kindness and compassion. Okay? So that's why our practice is not about to say that we are better, we have superior dharma, no. Our practice is that we try to become kinder and more compassionate. Thì cái pháp chúng ta tu hoặc là cái pháp chúng ta tu thủ nhãn hay là tụng chú lăng nghiêm để hơn người ta. Mình tu những cái đó chỉ là những cái phương tiện để chúng ta phát cái tâm từ bi thôi. Càng ngày càng từ bi hơn người ta, đó đường đi chúng ta đi. Okay? All we try striving for is become kinder and more compassionate. That's it. You do chan, it's ultimately it makes you kinder and more compassionate through your suffering. Cái vị tu cái thiền thất để cuối cùng cái vị càng thêm từ bi. Tại sao như vậy? Mình tu nó khổ, mình thấy người ta khổ, mình mới thông cảm với cái khổ người ta. When you endure the suffering right now, and look at all the people suffering, and say, "Oh wow, I know how it feels. How bad it could feel. I feel for you." Okay, that's what matters. Cái đó là quan trọng. Còn đúng là cái gì? Ai cũng đúng. Hiểu? Khoa học gia nó đúng, bác sĩ nó đúng, đâu đó có từ bi đâu. See, the scientist is right. God is right. Te Deum is right. But he's not kind and compassionate. Okay? So if you kill a cat out of kindness and compassion, it's okay. I think. Me too. Because if you go to the hell, so do I. Yeah, I do. I do. I do. I do. Be kind and compassionate. If I go to the hell, please have some kindness and compassion. Come in and save me. Ok. Từ từ, học từ từ, phải học ngày tuần là nó xong rồi. Từ từ chuyển từ từ từ. Takes a while. All right, time is up. 10:35. Hết thì giờ rồi. Unless you have a final question, trừ khi quý vị có một câu hỏi cuối cùng. Yes. The question is that since you learned the precepts already, why don't you teach Venerable Xianqie and make it, you send him to Taiwan to learn? It's the same as have you stopped beating your wife? Cái này cũng khác gì hỏi là thầy đã ngừng đánh vợ thầy chưa? Help! My legs begin to hurt too. Ngồi yên cả 2 tiếng đồng hồ tỉnh bơ. Now my legs are hurting like hell. Bây giờ chân mũi như nó đau dễ sợ. Trả lời sao? Mình nghe cái câu lời mình nghẹn ngào, mình trả lời không nổi luôn à. I mean, it makes you feel like crying. It's
So why are you going? Well, you ask him. Thầy trả lời, hỏi ông thầy á, tại sao hỏi, hỏi thầy làm cái gì? Why are you going? Well, part of it is to learn the language. Nhất là học tiếng Tàu. And have the experience of seeing how they cultivate over there. Quay người ta quan sát ra tu ra sao? Learning how to, you know, read those texts. Tập đọc sách. The ancient text, the Buddhist text. And yeah, it seems like it's a valuable experience, an opportunity to go and. This is the problem when you really want something so bad, you hide it. Okay. Cái này là cái rõ ràng thầy bằng chứng minh cho quý vị thấy khi quý vị mà thiệt sự muốn nó, quý vị sẽ giấu nó. Không bao nhiêu nói đâu. He wants to go on vacation. What else? Muốn đi nghỉ hè, được cho đi mừng thi mộ. 3 năm nó làm đầy đọa, 3 năm cực khổ, bây giờ được đi nghỉ hè. Quan kia mấy chùa nó, ông mới thấy là cái chùa kia nó, tu một ngày có 2 tiếng đồng hồ thôi. À, đầy đủ hết, áo quần nè, đồ ăn nè, tiền bạc, xe cộ, cái gì không có gì mà thiếu hết. Cái chùa họ tới là giỏi lắm mà họ tu thường thường một cái chùa Đài Loan tu 2 tiếng làm việc 2 tiếng đồng hồ cho chùa thôi. Còn chùa nó giỏi làm họ học tu học nó cũng 6 tiếng. Go on vacation. You work hard for 3 years. Làm cực khổ. Ông thầy cũng đầy đọa 3 năm trời rồi. Chùa Đài Loan quý vị, you go to Taiwan. People typically work for the temple 2 hours a day, period. That's it. You sit in the office, hello. That's 2 hours. Ngồi văn phòng, trả lời điện thoại 2 tiếng đồng hồ là xong rồi. Ngồi chùi bụi, cũng như quét bụi 2 tiếng đồng hồ là xong rồi. Không có làm gì hết á. They don't do anything there. Họ sướng lắm. Taiwanese monks and nuns. They are well off. And they have money, they have food, they have clothing, they have room, they have cars, they have everything. Không thiếu cái gì hết á. But this temple is a good one. Cái chùa này được. They put in about six hours plus. Chùa này họ tu 6 tiếng một ngày. It's still vacation to you, isn't it? Đối với ông này mà 6 tiếng làm việc 6 tiếng ngày là vẫn qua như nghỉ hè rồi. Đúng này, chùa này là 3 giờ rưỡi là dậy. This temple we get up at 3:30. We don't go to bed until midnight. On a typical day. Chanchi, we get up a little bit earlier, that's all. That's the real reason. Thấy hiểu cái lý do chính không? Ông thích lắm, ông giấu. See, this guy, his guy, he knows it. That's why he said, vacation, make sure I mention vacation. Nah. Chứ đi nè, cha cho tiền máy bay nè, cho tiền. You know, the dad gives money for the ticket. The mom sews the clothes. People give him pocket money. You know, why not? Cha mẹ lo đầy đủ hết rồi đi cho tiền đi rồi quan kia không làm gì hết, toàn đi chơi không à? Không đi sao được? I would go too. Bữa nào thầy cũng đi học giới lại. I will go back and learn next week. Mình cái tâm mình nó từ bi như vậy. Người ta còn chỉ trích mình, nói tại sao thầy không dạy nó đi thầy. Khổ thầy không? Khổ vậy đó. Mình là người tốt như vậy, nó còn chỉ trích mình như thế.
học cái chiêu thầy là toàn phải 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 đối phó những cái người như vậy không à? Không có, con ơi, thầy cảm ơn con lắm nha, nhờ con tối nay tới thầy mới nhớ thăm mình thiết tôi biết. Can you imagine? I'm doing this out of my kindness and compassion. People still criticize me. And you know what? The truth is that I feel so grateful that they still criticize me. Because otherwise I cannot improve. I need to be kinder and more compassionate. Thầy phải càng từ bi hơn nữa. Thấy không? Không bao giờ người ta vừa ý hết. Mình làm cái gì người ta bao giờ cũng nghe. The people are never happy. Ever. Mình đâu có muốn nghe lo ông thầy cũng mắng như thôi. À, chạy cái những chuột vậy. They walk by, he walks by like a mouse. I said, stop! Slow down. Không muốn nghe lo ông thầy. Chấp mà nghe lo mà hiểu gì được mà nghe lo. I'm having a headache now. No more questions. Tối nay đủ rồi. Này nhức đầu rồi. Good night everyone. Thank you for coming. Cảm ơn quý vị tới đã tham dự. Bây giờ mình đi nhiễu 5 phút. We have a 5 minute break and we do our last set. Oh no no, 15 minute break. Mình còn nghỉ được 15 phút. 11 giờ mình bắt đầu cái tọa thiền cuối cùng. We at 11 o'clock we start our last set of the evening. Okay? Thank you everyone. Good night. Thank you. I apologize again. It's 2 hours of lecture again. Cái đáng lý là cái thiền thất là mình nói pháp nửa tiếng, một tiếng thôi mà mấy cái người mà ngày mai phải đi làm, people have to go to work tomorrow, they stay here until 11. I feel very, very bad. Cái vì hy sinh rất nhiều. Thầy cảm ơn cái gì nha. Okay. Cảm ơn Phật. Okay. Okay, good night everyone. Thank you for coming. Okay. Thầy từ bi lắm con ơi, thầy không ác đâu.